Á Thành tại Phú Yên. Lúc 7 giờ 30 ngày 30 tháng 11 năm 2017, tòa án cấp cao ở Đà Nẵng sẽ đưa bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra xét xử phúc thẩm. Như đã biết, ngày 29 tháng 6 năm 2017, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sinh năm 1979, thường trú tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại khoản 1 điều 88 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2010, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tạo lập tài khoản Facebook Mẹ Nắm và lần lượt đổi tên là Mẹ Nắm Gấu, Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong 6 năm sau đó. Từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2016, Quỳnh sử dụng Facebook cá nhân để soạn thảo, đăng tải và công khai để mọi người chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, xuyên tạc, đả kích, nói xấu chính sách đảng của nhà nước Việt Nam, pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Các bài viết đều có góc nhìn một chiều thiển cận, gây hoang mang làm ảnh hưởng xấu đến lòng tin của nhân dân đối với lãnh đạo đất nước của đảng và hoạt động điều hành quản lý xã hội của nhà nước, tuyên truyền kích động nhân dân chống lại nhà nước, xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Từ năm 2013 đến năm 2016, nhiều lần Quỳnh trả lời phỏng vấn báo chí và truyền thông nước ngoài với những nội dung xuyên tạc sự thật về lịch sử, kinh tế, chính trị, quốc phòng, ngoại giao, pháp luật và những vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Đặc biệt, năm 2014, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh soạn thảo và đăng tải tập tài liệu Stop Police Killing Civilians, phải chấm dứt việc cảnh sát giết thường dân, mang quan điểm lập trường rất thù địch với lực lượng công an nhân dân. Tập tài liệu dễ khiến người đọc hiểu sai về bản chất vấn đề, xâm hại đến mối quan hệ giữa nhân dân và lực lượng công an nhân dân. Trả lời đài RFA tiếng Việt về việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có bị giảm án hay không, luật sư Nguyễn Khả Thành đưa ra những dự đoán. Trong quá trình và dư luận hiện nay cho thấy rằng bản án 10 năm tù ở phiên sơ thẩm là quá nặng, cộng với áp lực quốc tế từ các tổ chức dân sự, bản án phúc thẩm có thể sẽ nhẹ hơn. Thế nhưng trong quá trình điều tra, truy tố tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, mặc dù đã được cơ quan tiến hành tố tụng phân tích giáo dục, nhưng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn không có sự chuyển biến về tư tưởng, luôn giữ thái độ chống đối nhà nước, không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Như vậy, sẽ không có quá bất ngờ nếu tại phiên tòa ngày 30 tháng 11 tới đây, hội đồng xét xử vẫn giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và những dự báo của Nguyễn Khả Thành là không khả thi.